bảy là thường nên viên mãn sự thấy tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và ở trong đó không có sự chấp trước tám là thường nên viên mãn sự thông suốt chân lý đưa đến cứu cánh và ở trong đó không có sự chấp trước 9 là thường nên viên mãn trí vô sanh pháp nhẫn mười là thường nên viên mãn thuyết chân lý tất cả pháp đồng một tướng mười một là thường nên viên mãn sự diệt trừ phân biệt mười hai là thường nên viên mãn sự xa lìa các vọng tướng mười ba là thường viên mãn sự xa lìa các kiến mười bốn là thường nên viên mãn sự xa lìa phiền não mười lăm là thường viên mãn sự thiện xảo khi tu trì quán. 16 là thường nên viên mãn sự điều phục tâm tánh. 17 là thường nên viên mãn sự vắng lặng tâm tánh. 18 là thường nên viên mãn tánh của trí vô ngại. 19 là thường nên viên mãn không có sự ái nhiễm. 20 là thường nên viên mãn tùy tâm mong cầu đến các cõi Phật ở trong chúng hội Phật đó mà hiện thân ra. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ bảy các đại Bồ Tát nên xa lìa 20 pháp trước và thường nên viên mãn 20 pháp sau. Lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ 8, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? một là thường nên viên mãn sự ngộ nhập tâm hành của tất cả hữu tình hai là thường nên viên mãn du hí thần thông ba là thường nên viên mãn sự trang nghiêm cõi phật cho chính mình giống như các cõi phật mà mình đã được thấy bốn là thường nên viên mãn phụng sự cúng dường chư phật thế tôn đối với thân như lai phải như thật quán sát thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ tám các đại bồ tát thường nên viên mãn bốn pháp này lại nữa thiện hiện khi chủ địa thứ chín các đại bồ tát thường nên viên mãn bốn pháp những gì là bốn một là thường nên viên mãn trí căn thắng liệt hai là thường nên viên mãn nghiêm tịnh cõi phật ba là thường nên viên mãn thường nhập các định như viễn đẳng trì bốn là thường nên viên mãn làm cho thiện căn của các hữu tình được thành thục mà nhập vào các cõi bằng cách giao hòa chúng sanh thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ chín các đại bồ tát thường nên viên mãn bốn pháp này lại nữa thiện hiện khi trụ địa thứ 10, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 12 pháp. Những gì là 12? Một là thường nên viên mãn lãnh thọ vô biên đại nguyện không luận nơi nào tùy theo sở nguyện đều được thành tựu. Hai là thường nên viên mãn chỉ nghe được các loại âm thanh khác nhau, chư thiên rồng dược xoa kiền đạt phược a tố lạc viết lộ trà khẩn nại lạc mặc hô lạc già nhân phi nhân vân vân ba là thường nên viên mãn biện thuyết vô ngại bốn là thường nên viên mãn nhập thai đầy đủ năm là thường nên viên mãn sự chào đời đầy đủ sáu là thường nên viên mãn gia tộc đầy đủ bảy là thường nên viên mãn dòng họ đầy đủ tám là thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ chín là thường nên viên mãn sanh thân đầy đủ 10 là thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ 11 một là thường nên viên mãn trang nghiêm cội bồ đề đầy đủ 12 là thường nên viên mãn tất cả công đức thành tựu đầy đủ. Thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ 10, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 12 pháp này. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào Chủ địa thứ 10 rồi, đối với ta, thắng Pháp đã tu ở các địa trước đều được viên mãn, cùng nói lời thích ứng với các như lai không khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên khéo tu trị nghiệp tịnh thắng ý lạc. Phật bảo thiện hiện đại Bồ Tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí tu tập tất cả căn lành thù thắng. Đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp tịnh thắng ý lạc. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp bình đẳng với tất cả hữu tình thiện hiện đại bồ tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí phát bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả đó là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp bình đẳng với tất cả hữu tình bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp xả thí tất cả thiện hiện đại bồ tát nào khi hành bố thí không có sự phân biệt đối với tất cả hữu tình đó là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện Tiện, khéo tu trị tất cả nghiệp xả thí. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp thân cận bạn lành? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thấy các thiện hữu khuyến hóa hữu tình, khiến chúng tu tập trí nhất thiết trí, liền gần gũi cung kính, cúng dường tôn trọng ngợi khen, học hỏi tránh pháp, ngày đêm thừa phục, tâm không biếng nhác Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp thân cận bạn lành. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu tránh pháp? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, siêng năng cầu tránh pháp vô thượng của Như Lai, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu tránh pháp bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp thường muốn xuất gia thiện hiện đại bồ tát nào dù sanh bất cứ nơi nào cũng nhàm chán gia cư ồn ào phức tạp chèn ép ngột ngạt như lao ngục thường vui thích phật pháp và xuất gia thanh tịnh tịch tịnh vô vi như hư không không ngăn ngại đó là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp, thường muốn xuất ra. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp, kính mến thân Phật. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào trông thấy hình tướng Đức Phật, giàu chỉ một lần, cho đến khi chứng được trí nhất thiết trí, luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật. Đó là Đại Bồ Tát khéo dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp, kính mến thân Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp, xiển dương giáo Pháp? Thiện hiện khi Phật còn tại thế và sau Niết Bàn, Đại Bồ Tát vì các hữu tình, xiển dương giáo Pháp, đầu giữa sau đều thiện, văn nghĩa tinh xào, thuần nhất viên mãn, phạm hạnh thanh tịnh. Đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, duyên khỏi, thí dụ, phương quảng, hy pháp và luận nghị. Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm làm phương tiện khéo tu trị nghiệp xiển dương giáo pháp bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp phá hoại kiêu mạn thiện hiện đại bồ tát nào đem tâm cung kính khiêm nhường chế ngự tâm kiêu mạn do đó không sanh vào dòng họ thấp hèn đó là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp phá hoại kiêu mạn bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp thường ưa thích lời chân thật thiện hiện Đại Bồ Tát nào biết đúng mới nói, lời nói và việc làm hợp nhau, đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp thường ưa thích lời chân thật. Thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ nhất, các đại Bồ Tát nên khéo tu trị 10 tháng nghiệp này khiến chú mau viên mãn. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát thanh tịnh tịnh giới, thiện hiện đại bồ tát nào không khỏi tâm thanh văn độc giác vân vân và các pháp khác như phá giới ngăn bồ đề đó là đại bồ tát thanh tịnh tịnh giới bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát biết ơn và báo đáp ơn thiện hiện đại bồ tát nào khi hành các hạnh thủ thắng của bồ tát được chút ân huệ của người còn phải đền đáp xứng đáng uống gì được ơn lớn lại chẳng đáp đèn cho tương xứng sao đó mới là đại bồ tát biết ơn báo đáp ơn bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát trụ năng lực an nhẫn thiện hiện đại bồ tát nào mặc dù tất cả hữu tình đều muốn phá hại nhưng đại bồ tát không hề có tâm bực tức làm hại họ đó là đại bồ tát trụ năng lực an nhẫn Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát cảm nhận sự hoan hỷ thù thắng? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thấy các hữu tình thành thục được hạnh tam thừa, nên thâm tâm vui mừng, đó là Đại Bồ Tát nhận được sự hoan hỷ thù thắng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát không bỏ hữu tình? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thường cứu vớt khắp tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa khổ nạn, đó là Đại Bồ Tát không bỏ hữu tình. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát thường khởi Đại Bi? Thiện hiện khi hành các hạnh thủ thắng Bồ Tát, Đại Bồ Tát nào nghĩ? Ta vì lợi ích tất cả hữu tình, dù nhiều kiếp như vô lượng vô số cát sông hằng, ở đại địa ngục, chịu nhiều khổ sở nặng nề, hoặc đốt, hoặc nấu, hoặc chặt, hoặc cắt, hoặc treo, hoặc mài, hoặc giã, vân vân Chịu vô lượng sự thống khổ như thế, đến nỗi khiến các loại hữu tình kia cưỡi xe như lai mà nhập niết bàn. Cứ như vậy cho đến biết cảnh giới tất cả hữu tình nhưng tâm đại bi của ta vẫn không lười mỏi đó là đại bồ tát thường khởi đại bi Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát đem tâm kính tín các sư trưởng thường phụng sự cúng dường như phụng sự chư Phật? thiện hiện đại Bồ Tát nào vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên cung kính tùy thuận sư trưởng nhưng không bị luyến ái. Đó là đại Bồ Tát đem tâm kính tín các sư trưởng thường phụng sự cúng dường như phụng sự chư Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát riêng cầu tu tập ba la mật đa? Thiện hiện đại Bồ Tát nào chuyên tâm tu học tất cả ba la mật đa, chẳng bái hoài đến các việc khác vì muốn thành thục tất cả hữu tình, đó là đại Bồ Tát riêng Siêng cầu tu tập ba la mật đa thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ hai các đại bồ tát nên tư duy và học khiến cho mau viên mãn tám pháp này bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát xương cầu đa văn thường không nhàm chán pháp đã nghe cũng không chấp trước văn tự Thiện hiện Đại Bồ Tát nào phát khởi sự siêng năng tinh tấn nghĩ nếu tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong cõi Phật này, hoặc mười phương thế giới đã thuyết giảng chánh pháp, thì ta sẽ lắng nghe thọ trì, đọc tụng, tu học rốt giáo, không để thiếu sót nhưng không chấp trước văn tự trong đó. Đó là Đại Bồ Tát, riêng cầu đa văn, thường không nhàm chán pháp đã nghe, cũng chẳng chấp trước văn tự. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát đem tâm vô nhiễm thường hành pháp thí, dù mở rộng sự giáo hóa nhưng chẳng tự cao, thiện hiện đại Bồ Tát nào vì các hữu tình thuyết giảng chánh pháp, chứ chẳng phải vì đem căn lành này hồi hướng quả Bồ Đề, huống chi cầu những việc khác, tuy giáo hóa nhiều nhưng chẳng buông lung kiêu căng, đó là đại Bồ Tát thường đem tâm vô nhiễm thực hành pháp thí, dù mở rộng sự giáo hóa nhưng chẳng tự cao, Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi Phật nên trồng các căn lành tuy để hồi hướng nhưng chẳng tự cao. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào tinh tấn dõng mãnh tu các căn lành vì muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, vì muốn thanh tịnh cõi lòng của chính mình và của mọi người. Tuy làm như vậy nhưng chẳng tự cao, đó là Đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi Phật nên trồng các căn lành tuy để hồi hướng nhưng chẳng tự cao bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì giáo hóa hữu tình dù chẳng nhàm chán với vô biên sanh tử nhưng không buông lung kiêu căng thiện hiện đại bồ tát nào vì muốn thành thục tất cả hữu tình nên trồng các căn lành tra nghiêm thanh tịnh cõi phật cho đến chưa viên mãn trí nhất thiết trí chưa thành tựu trọn vẹn tất cả phật pháp thì dù phải chịu vô biên sanh tử khổ nhọc nhưng không hề nhàm chán mỏi mệt cũng chẳng tự cao đó là đại bồ tát vì giáo hóa hữu tình dù chẳng nhàm chán với vô biên sanh tử nhưng không buông lung kiêu căng bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tuy có hổ thẹn nhưng không chấp trước thiện hiện, đại Bồ Tát nào chuyên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vì đầy đủ hồ thẹn nên quyết không khỏi lên tác ý vẻ thanh văn độc giác, nhưng ở trong đó không được chấp trước, không sanh nhàm chán mà hủy báng, đó là đại Bồ Tát tuy có hồ thẹn nhưng không chấp trước. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ ba, các đại Bồ Tát nên an trụ năm pháp như vậy, riêng năng tinh tấn tu tập khiến mau viên mãn. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát, trụ chỗ vắng vẻ, thường không từ bỏ thiện hiện đại bồ tát nào vì cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tuy vượt những bậc của thanh văn độc giác nhưng thường chẳng từ bỏ chỗ vắng vẻ đó là đại bồ tát trụ chỗ vắng vẻ thường không từ bỏ bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát thường ưa sự thiểu dục Thiện hiện Đại Bồ Tát không vì bản thân mà mong cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, huống chi mong cầu những việc của thế gian và hàm nhị thừa. Đó là Đại Bồ Tát thường ưa thiểu dục, Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát thường ưa hỷ túc? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào chuyên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên không chấp trước các việc khác đó là Đại Bồ Tát thường ưa hỷ túc. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát thường chẳng lìa bỏ công đức đầu đà? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào xét kỹ pháp nhẫn trong giáo pháp thâm sâu của Phật đó là Đại Bồ Tát thường chẳng lìa bỏ công đức đầu đà. Bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát thường chẳng xả bỏ các học xứ, thiện hiện đại bồ tát nào giữ vững giới đã học, chẳng rời đổi cũng chẳng chấp thủ tướng của chúng, đó là đại bồ tát thường chẳng xả bỏ các học xứ. Bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát rất nhàm chán muốn xa lìa các dục lạc. Thiện hiện đại bồ tát nào chẳng khởi lòng dục, đối với dục lạc hấp dẫn, đó là đại bồ tát nhàm chán muốn xa lìa các dục lạc. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát thường muốn phát khởi tâm tương ưng Niết Bàn? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào hiểu biết hết tất cả Pháp thường không tạo tác? Đó là Đại Bồ Tát thường muốn phát khởi Niết Bàn tương ưng với tâm. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát thường muốn xả bỏ tất cả vật? thiện hiện đại bồ tát nào thường không chấp thủ nội ngoại pháp đó là đại bồ tát thường muốn xả bỏ tất cả vật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát chẳng mê muội bất cứ lúc nào thiện hiện đại bồ tát nào đối với các thức tâm an trụ nhưng không chấp trước đó là đại bồ tát chẳng mê muội bất cứ lúc nào bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát thường không luyến tiếc tất cả sự việc thiện hiện đại bồ tát nào chẳng có tư duy gì về tất cả sự việc đó là đại bồ tát thường không luyến tiếc tất cả sự việc thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ tư các đại bồ tát phải thường thọ trì không được tạm ngưng đối với mười pháp này Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát Sa Đìa Gia Cư? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào tánh ưa dạo chơi cõi nước của chư Phật, sanh ở chỗ nào cũng muốn xuất ra, cạo bỏ dâu tóc, ôm bình bát, mặc ba pháp y hiện làm sa môn, đó là Đại Bồ Tát Sa Đìa Gia Cư bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa bí sô ni thiện hiện đại bồ tát nào thường phải xa lìa các bí sô ni không cùng họ ở chung trong khoảng thời gian rất ngắn chẳng khởi tâm xấu về họ đó là đại bồ tát xa lìa bí sô ni bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa nhà keo kiệt thiện hiện đại bồ tát nào suy nghĩ như vậy ta nên vì lợi ích an vui lâu dài cho tất cả hữu tình khiến hữu tình này nương nhờ phước lực của họ mà cảm được làm vị thí chủ tốt như vậy vì thế ở trong đây ta chớ nên keo kiệt ganh ghét suy nghĩ như vậy rồi vị ấy xa lìa nhà keo kiệt đó là đại bồ tát xa lìa nhà keo kiệt bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa hội chúng tranh cãi tức giận hiện hiện đại bồ tát nào suy nghĩ thế này hội chúng nào gồm thanh văn và độc giác trong đó nói pháp yếu tương ưng với hàng nhị thừa làm cho ta lui mất tâm đại bồ đề vì thế ta quyết định nên xa lìa chúng hội ấy lại nghĩ như vậy những kẻ hay tức giận tranh cãi ấy có thể làm cho các hữu tình phát khởi sự sân hại tạo ra nhiều loại nghiệp ác bất thiện đối với đường lành còn chống trái huống gì đại bồ đề vì thế quyết định xa lìa sự tức giận tranh Cãi, đó là đại bồ tát nên xa đỉa hội chúng tranh cãi tức giận bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa đỉa sự khen mình chê người thiện hiện đại bồ tát nào không thấy có pháp trong pháp ngoài xa đỉa sự khen mình chê người đó là đại bồ tát nên xa đỉa sự khen mình chê người bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa đỉa mười nghiệp đạo ác Thiện hiện Đại Bồ Tát nào suy nghĩ thế này đối với cảnh giới thiện như trời người, mà mười điều ác này còn ngăn ngại như vậy huống gì đối với Thánh Đạo và Đại Bồ Đề, thế nên nhất định ta phải xa lìa chúng, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa mười nghiệp đạo ác. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự tăng thượng mạng? Thiện hiện đại Bồ Tát nào hoàn toàn không thấy có các pháp trong và ngoài đáng để mà phát khởi sự tăng thượng mạn, vì thế nên quyết định xa lìa sự tăng thượng mạn như vậy, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa tăng thượng mạn. Bạch thế tôn thế nào là đại Bồ Tát nên xa lìa sự điên đảo? Thiện hiện đại Bồ Tát nào quán các sự điên đảo hoàn toàn bất khả đắc, vì thế nhất định phải xa lìa sự điên đảo, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa sự điên đảo. Bạch thế tôn thế nào là đại Bồ Tát nên xa lìa sự do dự? Thiện hiện đại Bồ Tát nào xét thấy sự do dự hoàn toàn bất khả đắc, vì thế nên quyết định xa lìa sự do dự, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa sự do dự. Bạch thế tôn, thế nào là đại Bồ Tát nên xa lìa tham sân si? Thiện hiện đại Bồ Tát nào hoàn toàn không thấy có tham sân si nên xa lìa ba độc này, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa tham sân si

khi trụ địa thứ năm, các đại Bồ Tát phải thường xa lìa không nên gần gũi tu tập theo 10 pháp này. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát nên viên mãn 6 pháp Ba La Mật Đa? Thiện hiện đại Bồ Tát nào viên mãn 6 pháp Ba La Mật Đa, vượt qua các bậc thanh văn độc giác vân vân, nếu trụ vào 6 Ba La Mật Đa này thì thành chúng tam thừa có thể vượt qua năm loại sở chi đến bờ giác. Những gì là năm, một là quá khứ, hai là vị lai, ba là hiện tại, bốn là vô vi, năm là bất khả thuyết, cho nên đại Bồ Tát nhất định phải viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, đó là đại Bồ Tát nên viên mãn sáu pháp ba la mật đa. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn, thiện hiện đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm thanh văn thừa chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì nhàm chán sanh tử, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm độc giác thiện hiện đại bồ tát nào nghĩ như vậy tâm độc giác thừa chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa vì sao vì ưa thích niết bàn đó là đại bồ tát nên xa lìa tâm độc giác bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm nhiệt não Thiện hiện đại Bồ Tát nào khởi nghĩ như vậy, tâm nhiệt não vì lo sợ sanh tử chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên phải xa lìa tâm nhiệt não. Vì sao? Vì sợ sanh tử, đó là đại Bồ Tát nên xa lìa tâm nhiệt não. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát nên xa lìa tâm mỗi khi thấy người nào đến xin sầu não chẳng vui. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm yêu sầu không vui này chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên phải xa địa, vì sao? Vì trái với tử bi, đó là Đại Bồ Tát nên xa địa tâm hễ thấy người nào đến xin sầu não chẳng vui. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm hối tiếc, buồn giàu hối hận đối với vật sở hữu đã cho? Thiện hiện Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy? Tâm hối tiếc này chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái nghịch với bản nguyện. Nghĩa là trước đây khi phát bồ đề tâm ta có nguyện, tất cả vật sở hữu của ta tùy theo mong cầu của kẻ đính xin đều thí cho hết, chẳng để họ thiếu thốn. Thế mà hôm nay đã cho sao còn hối tiếc đó là đại bồ tát nên xa lìa tâm hối tiếc đối với vật sở hữu đã cho bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm tìm cách lẫn tránh đối với kẻ đến xin Thiện hiện Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy tâm lẫn tránh này, chẳng phải đạo để chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với lời nguyện ban đầu, nghĩa là trước đây khi phát bồ đề tâm ta có nguyện, phàm ai đến xin những vật sở hữu của ta, ta đều cho theo nhu cầu của họ, chẳng để họ thiếu thốn. Tại sao hôm nay lại trốn tránh họ? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm trốn tránh với kẻ đến xin. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ sáu, các Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sáu pháp đã nói ở trước và nên xa lìa sáu pháp đã nói ở sau, nhưng trong đó không có sự chấp thủ. Hết quyển thứ 490